Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Vận may, phước lành, may mắn là những năng lượng rung động cao. Khi chúng ta muốn thu hút rất nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình, thì tất cả những gì chúng ta gửi đến vũ trụ cũng phải là những điều tích cực và rung động cao. Trong video này, Quốc Anh hướng dẫn các bạn một hành động thật rõ ràng để giúp các bạn có thể nâng cao rung động của mình và liên tục tạo ra vận may trong cuộc sống. Đó chính là tha thứ. Chừng nào bạn còn bám vào những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng lên tâm hồn mình, bạn không thể có được sự bình yên và giải thoát. Những rung động thấp này không chỉ đè nặng bạn mà còn ràng buộc bạn với người khác, tạo ra một liên kết nghiệp không thể bị phá vỡ. Cho đến khi sợi dây trói buộc bạn bị phá vỡ, cho đến khi sự tha thứ diễn ra và bạn học cách yêu họ nhiều như bạn đã ghét họ. Nếu bạn không chịu tha thứ, bạn sẽ tái sinh hết lần này đến lần khác với họ, cho đến khi bạn làm như vậy. Và bạn kìm hãm bản thân khỏi việc trải nghiệm tiềm năng thần thánh thực sự của bạn. Sự căm ghét và tức giận của bạn sau đó trở thành gánh nặng bạn mang theo mỗi ngày. Những mối hận thù dai dẳng và sự trả thù tàn phá cuộc sống, tâm trí và tâm hồn bạn. Có thể bạn cố gắng che giấu nó và nhầm tưởng rằng người khác không thấy hoặc nhìn thấy bóng tối của bạn. Nhưng bạn đã nhầm. Năng lượng tiêu cực được tạo ra bởi những cảm xúc này tràn ngập hào quang của bạn, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã làm rất tốt trong việc che giấu nó. Mọi người biết và thu mình lại. Một mình bạn nắm giữ chìa khóa có thể chữa lành cho bạn về thể chất, tình cảm, tinh thần và tâm hồn, cuối cùng giúp bạn tự do. Khi chúng ta mang theo oán hận, thù hận, đau đớn và nỗi đau cũ, cuối cùng chúng ta sẽ làm tổn thương bản thân nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ đã gây ra tổn thương. Thiếu sự tha thứ sẽ có hại cho toàn bộ con người chúng ta. Không tha thứ cho bản thân và những người khác dẫn đến các bệnh về thể chất và cảm xúc như là huyết áp cao, trầm cảm và lo lắng. Các mối quan hệ thường bị phá hủy do sự oán giận và cay đắng của chúng ta từ quá khứ. Chúng ta chôn vùi rất nhiều tổn thương và nỗi đau sâu trong tiềm thức của chúng ta. Vì chúng ta không nhớ chúng, nên chúng ta tin rằng chúng ta không còn chúng. Đây không phải là như vậy. Sự tổn thương và đau đớn này là một ký ức tràn đầy năng lượng được lưu giữ trong tâm hồn chúng ta. Nó điều hành cuộc sống của chúng ta. Nó là một chương trình liên tục phát đi phát lại và đánh lừa bạn tin rằng bạn là nạn nhân. Khi bạn giữ chặt những cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ trao quyền lực của mình cho kẻ đã làm tổn thương bạn, cho phép tiềm thức của bạn kiểm soát. Sự tức giận lấp đầy hào quang của bạn bằng năng lượng tiêu cực. Bất kể bạn cố gắng yêu thương và tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của cuộc sống, năng lượng đen tối này sẽ ăn mòn hào quang của bạn và bắt đầu thu hút người khác bằng năng lượng tương tự. Chúng ta thấy mình lặp đi lặp lại những khuôn mẫu và không hiểu tại sao những tình huống tương tự cứ đến với cuộc sống của chúng ta. Năng lượng bạn đang gửi đi được đáp ứng bởi những người có cùng bài học tâm hồn. Hãy tự hỏi bản thân mình, tôi đang gửi đi nguồn năng lượng nào? Tôi đang thu hút năng lượng nào vào cuộc sống của mình? Giận dữ là nỗi đau trong sáng và đơn giản, nhưng ít người thừa nhận điều đó. Nói rằng tôi tức giận sẽ dễ dàng và được xã hội chấp nhận hơn là tôi bị tổn thương. Niềm tự hào của chúng ta trở nên mạnh mẽ đến mức chúng ta phải luôn đúng. Chúng ta thậm chí từ chối cố gắng xem tình hình từ quan điểm của người khác, bởi vì chúng ta rất đau đớn và tin rằng chúng ta có lý do chính đáng khi tức giận. Để có được sự tha thứ chân thật, bạn phải không oán hận. Nó phải hoàn toàn chân thật. Nếu không, bạn đã không thực sự tha thứ. Bạn chỉ đang tự đánh lừa mình nếu bạn không thực sự tha thứ từ trái tim. Làm thế nào bạn biết đã thực sự tha thứ? Câu trả lời là
bạn tha thứ khi bạn không chỉ sẵn sàng quay lại với người kia trong cuộc sống tương lai, mà bạn còn vui vẻ, tình nguyện làm như vậy, ngay cả khi điều đó chỉ là vì lợi ích của họ. Thường thì chúng ta phải đối mặt với tình huống mà người kia cảm thấy họ không làm gì sai. Điều đó không quan trọng. Dù sao thì hãy tha thứ cho họ. Hãy tự hỏi bản thân mình, nếu tôi chết vào ngày mai, liệu có vấn đề này không? Tôi có muốn giải quyết vấn đề này trước khi đi không? Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải giải thích sự tiêu cực này với các bậc thầy ở phía bên kia. Bạn có thể muốn giải quyết nó ngay bây giờ. Hãy tha thứ cho họ ngay bây giờ, bởi vì rõ ràng nó không thực sự quan trọng. Đổ lỗi không quan trọng, chỉ có tình yêu mới là quan trọng. Vậy thì tại sao bạn lại tiếp tục bị tức giận? Hãy tha thứ và cho đi bằng tình yêu chân thành, mong họ hạnh phúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không chấp nhận hoặc đáp lại sự tha thứ của bạn? Không sao cả. Mọi người đều có ý chí tự do, và họ có chọn chấp nhận và tham gia vào sự tha thứ hay không là điều không quan trọng. Bạn không cần chỉ cho phép của họ. Hãy tha thứ cho họ, lấy lại sức mạnh của bạn, loại bỏ năng lượng tiêu cực này và tiếp tục với tình yêu và hòa bình trong cuộc sống của bạn. Bạn không cần họ cho phép hoặc chấp thuận để bạn tha thứ cho họ. Khi bạn thực sự tha thứ cho người kia, bạn sẽ biết và chấp nhận sự tha thứ của bạn, bất kể tâm trí trần thế của họ có thể nói gì. Vì vậy, về bản chất, bạn đang giúp đỡ người khác bằng hành động tha thứ cho họ. Mọi người đều thắng ở đây. Mặc dù người không chịu tha thứ sẽ vẫn bị mắc kẹt trong cuộc sống của họ và trì trệ trong quá trình phát triển của họ. Nhưng đừng lo lắng hoặc cảm thấy có trách nhiệm với họ. Họ sẽ phát triển khi đến thời điểm thích hợp. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi mối ràng buộc với những người đã khiến bạn đau đớn. Mặc dù kết thúc nghiệp của họ vẫn sẽ tồn tại, nhưng cuối cùng họ sẽ tìm ra cách để giải phóng nó và tiếp tục nghiệp của mình. Tha thứ là điều cần phải làm để giúp bạn thức tỉnh, chữa lành thể chất, nâng cao sự rung động và tiến lên trong cuộc sống của bạn. Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là bạn chấp nhận hành vi của người kia. Tha thứ không chỉ là giải phóng những năng lượng tiêu cực đang làm lu mờ sự phát triển cá nhân, sức khỏe tinh thần và phúc lợi tổng thể của bạn. Hôm nay, cô Canh hướng dẫn các bạn một bài tập để giải phóng tinh thần. Nó rất mạnh mẽ. Nó mất một thời gian nhưng chắc chắn xứng đáng để nỗ lực. Hãy tìm một không gian yên tĩnh, an toàn để ngồi và bắt đầu một danh sách. Mở rộng tâm trí của bạn và quay trở lại cuộc sống của bạn càng xa càng tốt. Viết ra tên của mỗi người mà bạn cảm thấy đã tạo ra bất kỳ tổn thương, đau đớn hoặc đau khổ nào trong cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè và hàng xóm của bạn. Viết ra từng cái tên mà không cần phán xét. Khi bạn đã hoàn thành danh sách của mình, hãy quay lại một lần nữa. Và lần này, hãy viết ra tất cả tên của những người mà bạn cảm thấy bị tổn thương, dù cố ý hay vô ý. Hãy trung thực với chính mình nhất có thể. Hãy nhớ rằng, người duy nhất đau khổ khi không chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình là bạn. Sau khi bạn hoàn thành, hãy xem qua danh sách và hãy nói: tôi đang được bao quanh bởi ánh sáng trắng chữa lành. Tôi tha thứ cho tên của người đó. Và tôi cũng tha thứ cho chính mình bây giờ. Tôi giải phóng tất cả năng lượng tiêu cực mà chúng ta có cùng nhau trong mọi thời đại. Tôi gửi đến bạn tình yêu và sự tha thứ. Tôi kêu gọi quyền năng của vũ trụ để cắt đứt bất kỳ và tất cả các mối quan hệ nghiệp giữa tôi và tên của người ấy bây giờ. Những mối quan hệ nghiệp này giờ đây đã được cắt đứt, được dỡ bỏ, được yêu thương, được chữa lành, được giải thoát và được thả ra ánh sáng. Bây giờ tôi chấp nhận hoàn toàn và hoàn toàn hàn gắn mối quan hệ của tôi với tên của người ấy. Lời khẳng định mạnh mẽ này sẽ giải phóng bạn và cho phép bạn bước tiếp. Tuy nhiên, nếu có ai đó mà bạn vẫn khó tha thứ, hãy tiếp tục lặp đi lặp lại lời khẳng định dành cho họ hàng ngày cho đến khi bạn cảm thấy mình đã hoàn toàn tha thứ cho họ và bản thân.
Một bài tập khác để giúp bạn tha thứ hơn nữa là viết thư cho người đã khiến bạn đau đớn. Trình bày chi tiết mọi thứ bạn có thể nghĩ về điều đó khiến bạn tổn thương liên quan đến tình huống. Cố gắng càng cụ thể càng tốt. Đừng tìm cách đổ lỗi. Chỉ cần đưa ra các sự kiện, những gì đã được nói, những gì đã làm và cảm nhận của bạn trong từng trường hợp. Sau đó hãy rút bỏ cơn giận. Biết rằng cơn giận chỉ đơn giản là phản ứng với nỗi đau của bạn. Hãy thừa nhận trong vai trò của bạn trong tình huống. Hiếm khi xảy ra tranh chấp một chiều. Vì vậy hãy trung thực và thừa nhận phần bạn trong sự việc này. Hãy nhớ điều này không phải là về đổ lỗi. Đó là hiểu những gì đã xảy ra và nó khiến bạn cảm thấy như thế nào. Khi bạn đã hoàn thành bức thư, bạn có thể hủy nó hoặc gửi nó cho bên kia nếu bạn cảm thấy cả hai đã sẵn sàng và dễ dàng nhận được sự tha thứ. Nếu bạn cảm thấy họ chưa sẵn sàng hoặc chưa tiếp thu, thì hãy để bức thư đi, đốt nó, xé nó, cắt nhỏ hoặc xả nó. Lựa chọn là của bạn, nhưng khi bạn phá hủy nó, hãy để những cảm xúc tiêu cực mà bạn gắn bó với những món đồ được liệt kê cũng bị phá hủy. Khi bạn tha thứ, bạn đã tha thứ cho ai đó về phần họ trong kinh nghiệm học tập của bạn. Không có nghĩa là bạn phải nối lại mối quan hệ với người này. Nếu họ là một người có ảnh hưởng độc hại và vẫn còn giữ sự tức giận, thì có thể để họ đi. Bạn tha thứ và tiếp tục với tình yêu. Một số phương pháp mạnh mẽ khác để giải phóng bản thân bằng sự tha thứ có thể được tìm thấy thông qua hoạt động năng lượng, thiền định, hình dung, thậm chí thôi miên, hoạt động đặc biệt để lập trình lại tiềm thức của bạn. Bỏ đi cơn giận và tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng nó đáng giá từng chút một. Hãy nhớ rằng, không ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những linh hồn thiếu sót trên hành trình hoàn thiện. Những người làm tổn thương chúng ta trên đường đi thực sự đang làm cho chúng ta một dịch vụ. Họ mang đến cho chúng ta những bài học về tâm hồn. Một mình bạn nắm giữ chìa khóa để mở khóa nghiệp của bạn. Một mình bạn là tác giả của cuộc đời bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.